Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Đà Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, kính chào đại chúng. Trước khi đi vào bài học kính thỉnh tất cả các vị nhất tâm niệm bát ba ngôi tam bảo và Nam mô Tát Sa ba lần. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Hôm nay chúng ta qua cái bài kệ số 66 ha. Tương thích với lại cái câu chuyện là Sappabuddha Kutthi Watthu. Sappabuddha đây là tên của nhân vật ha. Sappabuddha Kutthi ở đây tức là cái chứng bệnh cùi ha. Ở đây anh chị cho tức là cái ông này ông bị cái bệnh thì bệnh cùi vậy. Đây là cũng là một vị thánh cư sĩ nha, nhập lưu vậy. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong cái bài kệ ha. Charanti bala dmetha amitte deva atana karunta papakang kammang yang hoti katukapphalang. Charanti, động từ charanti chia theo số nhiều ha, ngôi thứ ba. Đó là từ động từ charati. Charati thì có nghĩa là đi quanh, hoặc như là cư xử, hoặc như là ăn ở. Hoặc chúng ta dùng có nghĩa là hành xử ha. Rồi ba la ở đây tức là chia từ cái tính từ mà được sử dụng những danh từ là ba la. Mà chia theo ba la tức là số nhiều hòa hợp với lại cái động từ cho răng tí. Rồi đâm mê đa từ này cũng gặp nhiều rồi ha. Đâm mê đá tức là tính từ vậy, có nghĩa là ngu ngốc, đần độn, thiếu trí. Chia cùng cách gọi là ba la. Amitte ne wa tức là ná, mitte ná cộng với e quá hãy như là amitte ná luôn. Amitta Amitta tức là ná, cộng với Mitta, Mitta tức là bạn. Mà Amitta tức là không phải bạn, tức là kẻ thù hay là kẻ địch. Atana là chúng ta biết rồi. Từ cái danh từ Atan ha. Rồi Karunta từ động từ Karoti. Cũng hiện tại phân tử ha, hiện tại phân tử của động từ karoti. Rồi ba ba căn này tính từ là ác ha, ác xấu. Tại vì phía sau nó có cái danh từ là căm bá cho nên đây sử dụng như là danh, nó tính từ ha. Chứ nếu mà không có tính, nó không có danh từ phía sau thì nó có thể được sử dụng như danh từ tùy theo ngữ cảnh nhỉ. Ba ba căn căm măng tức là khi đang làm cái ác nghiệp mà karunta để chia cùng cách với lại ba la đúng không. Như ta số nhiều như vậy những kẻ ngu này khi đang tạo ác nghiệp như vậy đi. Rồi văn hô tí cát túc cả phá lăng, hô tí là động từ căn bu ha, từ hô tí là thì là vậy. Cát túc cá tức là khủng, tính từ nha, có nghĩa là khủng khiếp, đau đớn hoặc như là gây kinh hoàng. Cộng như lại phá lá là kết quả, hậu quả, nhưng từ trung tính. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là ba la tức là những kẻ ngu đùm mê tha tức là thiểu trí ha, đần độn, những kẻ ngu si đần độn. Người đó, những kẻ đó như thế nào, những kẻ đó charanti
tức là những kẻ đó hành sự. Atana ở đây tức là cách thứ ba nha, một cách là hành sự với mình hoặc như với chính mình. Amitte, Amitena. Như vậy đó, hành xử chính mình như là như với kẻ thù ha, tại mitte, mitte nó là cách thứ ba luôn. Rồi cái kẻ ngu ấy đấy, để khi mà đang tạo ác nghiệp đó, thì cái nghiệp ở đây, cái văn ở đây em chỉ cho tức là ba bắc căng căm măng, tức là cái nghiệp nào mà kẻ ngu ấy đang tạo đó thì sẽ có cái quả khốc liệt khủng khiếp. Rồi đó là về cái ý nghĩa sơ khởi của cái bài kể đi ha. Còn về cái duyên sự đó thì như cái tiêu đề chúng ta đã đề cập đến ha, nhân vật ở đây tức là ám chỉ cho là một cái vị cận cư, một vị cận cư sĩ vậy, Upasaka vậy, tên là Subhabuddha. Ông bị chứng bệnh bị cùi ha. Nhưng mà được cái là ông có cái tín tâm nơi Đức Phật. Ông thường hay đến chùa để nghe pháp, cũng như là vì rằng đời sống cũng khó khăn cho nên ông cái điều kiện mà đã tạo trữ công đức á, ví dụ như bố thí thì không có đủ vậy. Cho nên ông chỉ có cái việc đó là nghe pháp rồi cũng như là hành các thiện pháp khác từ dị giới vân vân. Thì một ngày nọ vậy, khi mà ông đến nghe pháp từ Đức Phật vậy, thì sau khi mà chấm dứt thời pháp là ông chứng đắc do cái duyên lành đã chín mùi vậy, cho nên ông đã chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàn, trở thành bậc sơ quả. Thì với cái tâm cảm đó, khi mà hiểu được lời dạy của Đức Phật, tỏ ngộ được chân lý Tứ Thánh Đế và thành tựu được cái kết quả mà đầu tiên vậy, cho nên ông muốn đó là bạch rõ cái sự việc này đến Đức Thế Tôn vậy. Tuy nhiên do ông ái ngại vì rằng ông là vừa bị cùi nè, cũng là một cũng nghèo khổ vậy, cho nên với lại có cái lòng kính ngưỡng đối Đức Phật, ông không dám đó là làm quấy rầy cái hội chúng vậy, cho nên ông cứ chờ cho gọi là hội chúng khi mà họ giải tán hết đó, rồi bắt đầu mới đi đến mới bạch trình với Đức Thế Tôn như vậy. Thì cái lúc mà ông khởi lên cái ý như vậy đấy, thì vua Chợ Đế Thích gọi là Sắc Ca Sắc Cô ha, vua Chợ Đế Thích Sắc Cá vậy, đi qua ra cha vậy. Thì vị này biết được cái tâm ý của ông, cho nên biết cái tâm ý của ông là muốn bạch trình cái đối với Đức Phật về các quả vị mà chứng đắc của mình vậy. Cho nên ông muốn thử cái vị cận sử nam Subhabuddha này, thử coi có thật sự chứng đắc hay không, chỉ là do hoan hỷ tùy hỷ khởi lên phỉ lạc quá mức khi mà nghe pháp của Đức Phật, cho nên ông vua Chợ Đế Thích mới hiện ra vậy. Rồi mới mới hóa hiện ra. Rồi bắt đầu mới bảo ông Subhabuddha này, vì rằng ông là người nghèo khổ như vậy đó, bây giờ ta sẽ cho ông một kho vàng vô lượng. Một kho vàng đó là rất nhiều, ông có thể xài hết cả cuộc đời này luôn. Miễn sao đó là ông chỉ cần nói rằng đó là con không tin Đức Phật, con không tin Đức Pháp, con không tin Đức Tăng, hoặc như là con từ bỏ sự quy ngưỡng nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Thì khi mà nghe cái vị vua Chợ Sắt Cá này nói như vậy thì ông mới hỏi rằng đó là ai vậy. Thì vua mới đáp rằng đó là ta là vua Chợ Đế Thích. Thì ông mới khiển trách vua trời đó rằng ông thật sự là ngu si và không biết hổ thẹn khi mà nói ra cái lời như vậy. Bây giờ đó, trước đây đó, khi mà ta còn là phàm phu đó,
còn nghèo khổ, còn bệnh hoạn như vậy thì có đôi khi đó là còn bị thay đổi, tâm lý còn thay đổi khi mà có những cái lợi lộc. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà đã hiểu rõ được pháp rồi, đã tỏ ngộ cái giáo lý chân lý tứ thánh giới rồi, thì không có cái lý gì mà ta phải vì cái đó mà gọi là, tức là cái niềm tin ta bất động rồi. Cho dù có thể hy sinh cái sanh mạng này, cũng có thể là giữ trọn cái đức tin như vậy. Thì vua Trời Đất Thích Nghe cũng rất cũng 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 rất là hoan hỷ nha. Ông mới đem cái chuyện này đến và bạch trình với lại Đức Phật nha. Thì Đức Phật mới bảo rằng đó là thật, quả thật là vậy. Cho dù có 100 người hay 1.000 người giống như là vua Trời Đất Thích đến mà gọi là bảo ông Subhabuddha này hãy đánh đổi bằng cái việc tức là từ bỏ tam quy đi để nhận lấy những cái tài vật. Thì ông cũng không thể, ông cũng không có từ bỏ. Rồi sau khi mà hội chúng đã tan ra hết rồi, đã về hết rồi nhỉ, thì bắt đầu ông Subhabuddha cũng đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn nhỉ, và cũng trình bày cái khía cạnh như vậy, cái quả vị chứng đắc của mình rất là hoan hỷ. Rồi sau đó là ông ra về, thì trên đường về như vậy đó, do cái ác nghiệp của đời trước cho quả, cho nên ông bị một con bò nó hút chết ngay dọc đường. Đây là cái quả của ác nghiệp trong đời quá khứ đấy. Mà cái con bò này chính là do một con dạ xoa vậy, một nữ dạ xoa mà trước đây đó là kết oan trái với lại ông cùng với ba người khác nữa. Tức là một vị tên nữa là Ba Hí Giá, rồi người đồ tể tên là Tâm Bá Đa Thiết Cá, rồi ông, rồi cũng như là thêm một chàng thanh niên nữa tên là Pukusati, là bốn người trong đời quá khứ đó, là bốn cái chàng thanh tự bốn chàng thanh niên vậy. Rồi cũng có thuê một cái cô kỹ nữ đó đi vào thưởng ngoạn ở trong rừng vậy, giống như đi 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 cắm trại vậy đó, đi picnic vậy đó. Thì sau khi mà vui chơi xong rồi, thì bốn người này mới nghĩ rằng đó là bây giờ chỗ này cũng khuất nẻo vậy, hay là chúng ta giết cái cô này nhỉ, để khỏi cần phải trả một số tiền cho cô, tức là 1.000 đồng tiền vàng, 1.000 đồng cũng rất là nhiều vậy. Thì cái cô gái này có nghe được như vậy, nghe được cái mưu kế của những người này, nhưng mà có vì rằng thân nữ nhi mà, cho nên có đâu có thể mà chống lại được nhỉ. Cho nên trước cái lúc mà bị bốn người này sát hại như vậy, có lập lên một lời thề nhỉ, kết oán, tức là sau này đó những cái kẻ mà giết ta như vậy đó, ta sẽ trả quả, ta sẽ giết bốn cái tên này như vậy trong vòng tử sanh luân hồi. Cho nên đó là trong nhiều kiếp vòng tử sanh luân hồi nhỉ, bốn người này là do cái quả của ác nghiệp ở đời trước đó, cho nên thường bị gọi là bị sát hại kiểu đó nhỉ. Và trong cái kiếp này đó, tức là vị thánh cư sĩ Subhabuddha là bị cái con bò cái này nó hút chết. Thì khi mà nghe được cái sự tình như vậy đó, thì Chư Tăng cũng rất là ngạc nhiên, vì rằng đó là mới vừa rồi đó là ông nghe pháp rồi vậy, rồi ông cũng đến bạch trình với Đức Phật đó rằng cái quả vị nó chứng đắc vậy, và được Đức Phật tán thán. Thì vừa ra như vậy mà tại sao một vị thánh nhân lại bị một cái tai nạn là không thể ngờ được như vậy. Thì mới bạch trình Đức Phật đó là sau khi ông mất như vậy rồi ông tái sanh về đâu vậy? Thì Đức Phật mới trả lời cho, tức là sau khi mà vị thánh cư sĩ Subhabuddha này mệnh chung vậy, được sanh về cõi Tam Quốc Tiên Xá, cõi Đau Lợi vậy. Và còn ngài cũng kể luôn cái nhân duyên mà tại sao mà ông bị cùi vào cái kiếp này, tức là trong đời quá khứ vậy. Một cái kiếp nọ tức là ông có khởi lên cái tâm phỉ báng, một vị Phật độc giác và khạc nhổ nước bọt vào ngài. Đức Phật đó tên là Takara Si Khí, chính do cái quả của ác nghiệp như vậy khiến cho ông là
nhiều đời nhiều kiếp phải chịu cái quả khổ, rất là phải bị người ta nhục mạ, bệnh tật, khinh khi vậy. Và kiếp này phải bị cùi lở cho đến lúc mà gọi là mệnh chung luôn vậy. Và đã kết thúc cái bài kệ này đó, Đức Phật mới mới nói lên cái bài kệ này để nhấn định rõ rằng đó là kẻ ngu đó, khi mà tác tạo cái ác nghiệp, mà cái ác nghiệp đó nó sẽ cho quả đau khổ, thì cái kẻ ngu ấy đấy, cái cách hành xử như vậy là hành xử tự làm hại mình, giống như là kẻ thù mà làm hại mình vậy đó. Đó là cái duyên sự của cái bài kệ này ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong cái phần ý nghĩa. Cái kệ này tương đối cũng khá ngắn nhỉ, chứ không có dài. Cái phần chú giải này cũng khá ngắn chứ không có dài vậy. Ở đây đó tên là Tathā Caranti, Caranti tí. Tathā Caranti tí là Chattu hi Iriya Pathe hi Akusala Me Vakronta với Caranti tí. Được gọi là Caranti tí ha. Tức là hành xử. Mang nghĩa tức là quý chara tí, nó cũng tại vì nãy chara tí có nghĩa là gọi là đi quanh, mà quý chara tí nó cũng mang nghĩa như vậy. Tức là đi quanh ở đây, tức là đi quanh như thế nào, tức là trôi lăn trong vòng tử sanh luân hồi ha. Khi mà đang tạo trữ karonta này, hiện tại phân từ, khi mà đang tạo trữ cái gì trong cái vòng tử sanh luân hồi, khi mà còn trôi lăn cho dù ở kiếp này hay kiếp khác, từ ở cõi khổ cho đến cái cõi mà an lạc, cho đến cái cõi mà phạm thiên vân vân, thì trong cái vòng tử sanh luân hồi, trong cái sự trôi lăn ấy, thì đâu đó vẫn tạo những cái ác nghiệp, những cái bất thiện nghiệp ở Akusala, những cái điều bất thiện như vậy. Bởi mà bốn cái oai nghi, tức là dù ở cõi nào đi nữa, nếu mà ở cái cõi 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 thiện đó, ở cõi lành đó, hoặc như cái cõi mà phạm thiên, thì cái điều kiện mà tạo thiện đó, nó cũng ít, nó cũng đỡ hơn là ở những cái cõi mà gọi là thiện cũng nhiều mà ác cũng nhiều, ví dụ cõi người này. Vì rằng cõi người này cực thiện cũng có mà cực ác cũng có. Rồi bốn cái cõi khổ như vậy đó, ở tại bốn cõi khổ như vậy thì hoàn toàn trong suốt khoảng thời gian mà chịu cái quả của ác nghiệp như vậy đó thì khổ đau. Thì khi mà khổ đau khốc liệt như vậy đó thì những cái trạng thái tâm bất thiện sẽ khởi sanh liên tục như vậy. Nó sẽ là cái nền tảng, sẽ là nhân tố cho kéo dài cái quả của ác nghiệp đấy. Đối với ở cõi người ha, chúng ta thấy rằng đó, ví dụ như chúng ta còn trẻ còn khỏe, rồi biết được Phật pháp vậy đấy, mà không phải lúc nào chúng ta cũng có sự tinh tấn nhiệt huyết học pháp cũng như là hành pháp đâu. Có những lúc chúng ta rất là nhiệt tâm, nhưng mà có những lúc là chúng ta không thể vượt qua được những cái cám dỗ của cõi trần, hoặc như là những cái sự xúi dục từ cái nội tâm mà bị phiền não nó vấy bẩn, nó thúc đẩy khiến cho mình không thể vượt qua được và bắt đầu xa chân vào trong đó. Cho nên đó là ở bốn cái oai nghi này ha, tức là tất cả khi mà liệt kê bốn oai nghi, tức là ám chỉ cho là những cái mà oai nghi chính, cho dù chúng sanh nào cũng như vậy, cũng đều có những cái oai nghi này. Cho nên đó là trong suốt cái khoảng thời gian mà trôi lăn trong vòng tử sanh luân hồi thì tạo cái điều ác bằng bốn oai nghi, hay được gọi là bằng thân, bằng khẩu, bằng ý đó. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên cho ranh tí ha, hành sự hoặc như là lang thang. Rồi kế tiếp tức là ba la.
Ba la tức là kẻ ngu ha, ở đây tức là ý đã lô cách thanh chất, para lô cách thanh chất, ajanan ta ý đã ba la nama, ý đã tức là ở đây ha, lô cá attha, lô cá tức là đời này, ý đã lô cá lợi đời này, attha tức là lợi ích, ở đây chúng tôi không dùng ý nghĩa mà lợi ích nha, tức là lợi ích của đời này. Rồi para lô cách thanh chất tức là lợi ích của đời sau. Achananta tức là ná cổng với lại chananta tức là hiện tại phân từ ha, tức là không hiện rõ, không biết rõ cái lợi ích đời này và đời lợi ích đời sau. Ida bala nama ở đây đó nên mới được gọi là bala, tức là những người ấy không biết rõ rằng đâu là cái điều nên làm, đâu là cái điều không nên làm, rồi đâu là cái con đường hay là cái phương pháp thực hành để mang đến sự an lạc ngay trong hiện kiếp cũng như sẽ là cái hành trang cho tương lai. Và cuối cùng cũng là cái điều kiện, cái nhân tố để thúc đẩy cho cái sự chứng đắc cái cứu cánh phạm hạnh hay cứu cánh giải thoát, tức là Niết bàn. Họ không biết rõ. Và ngay cả khi mà họ tái sanh, họ hóa sanh và những kiếp khác cũng như vậy luôn, họ vẫn trôi lăn, vẫn tham đắm, vẫn tạo trữ các ác nghiệp xuyên qua bốn cái oai nghi, hay được gọi là qua thân, qua khẩu, qua ý hả. Thì như vậy được gọi là kẻ ngu cả, tức là không biết đời này, không biết lợi ích đời này, không biết điều nào thiện, điều nào bất thiện, cái giá trị được làm người là khó, và cần phải làm cái gì đó để nó tương xứng với cái giá trị đó, cần phải tận dụng để tạo trữ những cái thiện pháp thì người đó không biết vậy. Nó được gọi là ba la rồi. Đâm mê đa tí tức là đức bên nhà, đâm mê đa tức là ngu si ha, ám chỉ tức là vô trí, tức là không có trí tuệ, không có trí hiểu rõ được thiện ác, không có trí hiểu rõ được phân biệt đâu, được đâu là pháp trắng pháp đen, rồi điều nào nên làm, điều nào không nên làm, và ngay cả cái điều nên làm đó cũng còn bị vướng bận, còn bị chi phối bởi những cái phiền não, ví dụ tham, kiến mạn, tự mãn về những cái điều lành của mình làm, hoặc như hiểu sai cái hành động làm của mình, vâng. Rồi Amitedewa, Atana, với chính mình ha, tức là hành xử với mình như là với kẻ thù. Thường thì chúng ta sẽ thấy rằng á, ở đời đó chỉ đối với cái người thân yêu, người mà mình yêu mến, vật yêu mến là bắt đầu mình có cái sự dính mắc, cái sự có thể hy sinh, có thể ấy, nhưng mà riêng đối với cái người mà mình ghét, rồi huống chi tới kẻ thù nữa, thì bắt buộc là lúc đó là mình không có bao giờ mình khởi lên cái tâm mà gọi là giúp đỡ rồi cảm thông rồi chia sẻ, không có vậy, mà luôn luôn nhìn với cái cặp mắt gọi là thù hằn, oán ghét, luôn luôn tìm, cố gắng tìm ra những cái lỗi xấu của họ, những khía cạnh có thể mà hạ bệ triệt tiêu họ. Cho nên với giống như là với kẻ thù vậy đó, kẻ thù với kẻ thù thì luôn luôn họ họ tìm những cái lúc mà sơ hở nhất có thể gọi là đoạt mạng, hoặc như là có thể hạ bệ, làm tổn hại người đó. Rồi Atana Amita Putena Quý Giá Werina Hutua, Hutua đây tức là quá khứ phân từ, bất biến quá khứ phân từ cũng từ hô tí ha, thằng bu có nghĩa là sau khi là Werina, Weri Weri tức là kẻ thù ha. Ví như là cái gì? Quý giá ví như là cái gì? Ví như là Amitabhutena. Ví như là với cái đặc tính và như cái trạng thái của kẻ thù của mình như vậy đó. Rồi Katu Kapalanti. Tức là Katu cá ha, cộng với phá lăng. Katu cá tức là cái quả khốc liệt, đau đớn,
Ở đây tức là tí khi nát palang, dukkha palang tí. Anh chỉ cho cái tí khi nát ở đây tức là nhanh lẹ, rất là nó vừa có nghĩa tức là sắc bén, rất là sắc bén nè, rồi bắt đầu đó là khốc liệt, chúng ta dùng theo nghĩa như vậy, sắc bén khốc liệt. Đau nhức, sắc bén, khốc liệt, đắng cay. Rồi cái quả là khổ đau. Để nêu bật rõ ra cái cảnh gọi là cá tú cá này ha. Cá tú cá. Đấy, như vậy chúng ta dùng theo cái nghĩa của là cá tú cá tức là đau đớn rồi khốc liệt ha. Rồi đó là phần chú giải của cái bài kể này, rất là ngắn, chỉ có 3 hàng thôi nhỉ. Rồi bây giờ chúng ta viết cái ý nghĩa của cái bài kể này. Trong cái phần chú giải đó thì có những cái đoạn nó rất là ngắn nhỉ. Sau này chúng ta sẽ thấy rằng các đoạn dưới đây là đều là khá khá là ngắn hết á. Tuy nhiên có một vài cái bài kể thì nó hơi dài tí thôi. Cho nên bài này ngắn thì chúng ta cứ đi qua cho nhanh luôn ha. Rồi cái phần văn xuôi đó thì như hồi nãy đề cập đến ha. Chủ từ sẽ là ba la, như vậy đó là những kẻ ngu. Hoặc như là những kẻ ngu si thiếu trí, rồi. Những kẻ ngu si thiếu trí. Chúng ta dùng cái nghĩa là hành sự nha. Chứ nếu mà chúng ta dùng theo nghĩa mà gọi là đi quanh với mình, hoặc như đi quanh với mình như là kẻ thù đó là nó kỳ lắm. Tại vì đi quanh là phải hiểu rằng tức là chúng ta đang trôi lăn á, mà trôi lăn như vậy mà đâu thể mà trôi lăn rồi trôi lăn không có tạo tác. Tại vì khi mà còn trôi lăn như vậy là còn cái nguồn gốc của sanh tử, tức là còn vô minh và tham ái. Thì hai cái đó đó sẽ là phiền não luân, sẽ tạo ra cái nghiệp luân, tức là cái hành, tức là karonta cần phải tạo tác, sẽ tạo tác ra. Cho dù đó là phi phúc hành hay là phúc hành, hoặc như là bất động hành đi nữa. Cho nên chúng ta dùng theo nghĩa charanti tức là hành xử ha. Những kẻ ngu si thiếu trí hành xử với mình như với kẻ thù, hoặc như là với chính mình như với kẻ thù. Vậy. Nếu mà như vậy thì chúng ta bỏ cái phía dưới lên luôn cũng được này nè. Những kẻ ngu si. Những kẻ ngu si thiếu trí khi đang tạo ác nghiệp mà có quả khốc liệt, mà cho quả khốc liệt ha, mà cho quả khổ đau, cho quả khốc liệt. Trôi lăn. Từ từ các vị chờ xíu.
Vì chúng tôi đang là 66 hả? Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện và chịu quả đắng cay. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù. Không được. Rành tí. Cho rành tí. Quý cho rành tí, cho rành tí, quý cho rành tí. Chúng ta vẫn dùng theo cái nghĩa là hành xử đi ha. Rồi, vì vậy nếu mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là giống như hồi nãy sẽ có đề cập ha. À, chúng ta dịch theo cái cách thứ hai đi. Kẻ ngu si thiếu trí. Khi đang tạo ác nghiệp chị dân hô tí cá tú cá lăng mà có quả khổ đau ha, đang tạo ác nghiệp mà cho quả khổ đau, cho như vậy nó sẽ rõ hơn. Ác nghiệp mà có quả khổ đau hoặc cho quả khốc liệt, cho quả khổ đau, phải cái rồi bắt đầu là hành xử với chính mình, hành xử với mình như với kẻ thù. Rồi cái phần văn xuôi ha, à dù vì rằng ở đây là số nhiều ha, chúng ta là... rồi số nhiều thì như vậy là những kẻ ngu phải thiếu trí. Xuống hàng, khi đang tạo ác nghiệp xuống hàng mà có quả khổ đau, hoặc như là cho quả khổ đau, có chữ kho cho thì cũng được, mà có quả khổ đau, cho quả khổ đau xuống hàng. Hành xử với chính mình xuống hàng như đối với kẻ thù. Kẻ ngu si thiếu trí khi đang tạo ác nghiệp và cho quả khổ đau, hành xử với chính mình như đối với kẻ thù. Rồi. Rồi đó là cái bài kệ số 66 ha, cũng như là cái câu chuyện luôn. Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái bài kệ số 67. Katsaka quá thú. Katsaka quá thú. Katsaka ở đây tức là danh từ nam tính, là có nghĩa là người nông dân, người nông dân. Thôi đề cập đến cái người nông dân ha. Rồi chúng ta đi vào trong cái bài kể này. À, quên. Để đọc lại cho cái vị mấy ấy chứ. Bài kể số 66 ha. Charanti bala dhammetha. Abhitede wa atana. Karonta babakan kamang yang ho ti katu kap phalang. Rồi xin mời một vị hoan hỷ đọc cái bài kệ này. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Dạ. Dạ con xin đọc. Chá răng tí ba la du mê tha amite nê quá attana attana karonta Karonta ba bát căng cầm măng văn hô tí ca tu cát pha lăng. Dạ thưa sư, con đọc xong rồi ạ. Dạ rồi, cảm ơn cô ạ. Dạ. Rồi, như vậy chúng ta bắt bài kể số 67 ha. Ná tăng cầm măng ca tăng xa đu văn ca tòa adu tắp bá tí.
Yassa asumukho rodang vipakang patisiwati. Ná tức là phân từ phủ định là không ha. Yeah. Tăng căm măng. Tăng là chỉ định đại từ đó. Tá yeah. Là cái ấy. Chia cùng cách với lại căm măng. Căm măng là danh từ trung tính ha. Là nghiệp. Cái tăng ở đây tức là quá khứ phân từ của động từ karoti. Chia cùng cách với cái tăng lượng căm măng luôn. Như vậy là nghiệp ấy đã được tạo. Ná sa đú. Sa đú là tính từ nha. Tính từ có nghĩa là tốt hoặc có lợi, có ích. Văn ở đây tức là nghi vấn đệ từ đó. Yeah. Yeah. Rồi cắt toa ở đây là quá khứ, bất biến quá khứ phân từ của động từ caro tí. Sau khi làm. Anutapati. Anutapati. Anutapati tức là thụ động ha. Đây là động từ thụ động của cái động từ mà anu tá ba tí. À. Ở đây á, đây sẽ liên ra luôn cho. Thụ động của cái động từ anu tá ba tí nha. Anu tá ba tí tức là chỉ có một chữ b nha. Hai chữ b là do nó cộng với giá nha, cho nên mới ra lại anu cộng tấp với cộng giá đó. Yeah. Đó là nếu mà động từ mà ở trong cái chữ màu đỏ nó được gọi là từ năng động thì nó là anú nè cộng với lại căng tấp cộng với lại tấp cộng với lại á cộng với tí. Còn cái kia đó thì nó sẽ là anú cộng với cái gì cộng với lại tấp cộng với lại giá cộng với tí đó. Thì chữ dạ, chữ b và chữ y này nè nó hợp lại với nhau, nó thành là BB, nó bị đồng hóa lại nha. Nó bị đồng hóa, nó thành BB vậy. À, cho nên, ở đây Anutapati, nó là thụ động ha. Thụ động, được thụ động. Nó mà nghĩa là cảm thấy thương tiếc, hoặc cảm thấy ăn năn, cảm thấy hối lỗi. Rồi. Giá xá cũng là như vấn đề từ mà chia theo cách thứ tư ha. Đối với cái người như vậy đấy. Đối với người mình, đối với người nào đấy, tức anh chỉ cười người mà tạo ra cái ác nghiệp đó đấy. Thì asumukho rodan. Asumukho. Asumukho tức là asu, asu ở đây danh từ trung tính có nghĩa là nước mắt. Rồi mukho ở đây tức là mặt, danh từ trung tính luôn nha, có nghĩa là mặt, miệng, lối vào. Asumukho đây là hợp từ. Mặt với đầy nước mắt đó. Mặt với nước mắt. Một cái tập purisa hả? Rồi rô đá ở đây đó. Rô đá, rô đăng hả? Rô đăng ở đây nghĩa là hiện tại phương từ của từ rô đá tí. Có nghĩa là đang khóc. Đang khóc, đang than khóc. Quý ba cái là quả. Bát tí xê quá tí. Bát tí xê quá tí. Quý ba cá nhân từ trung tính, nhân từ nam tính nha, là kết quả. Tại vì có quý ba cô nữa mà. Pati se quá tí, tức là đi theo, theo đuổi hoặc là thực hành. Cũng có nghĩa là nhận lãnh luôn nha. Rồi như vậy chúng ta sẽ thấy rằng có hai động từ đúng không? Động từ hiện tại, một cái bất biến quá khứ phân từ cách qua. Thì là anu tapati và pati se quá tí. Rô đang là một hiện tại phân từ nữa. Như vậy anu tapati đây là ngôi thứ ba số ít, như vậy chủ từ phải hòa hợp đó là số ít. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là căm măng cá tăng ha, căm măng như từ trung tính này, cho nên là chia theo chủ cách là số ít là ăn, ăn a ní, ăn a ní ha, ăn a ní, chủ cách số ít là ăn. Yeah. Số nhiều là a ní. Như vậy là căm tăng, căm măng cá tăng tức là nghiệp ấy mà đã tạo, nghiệp mà chúng ta mà để thêm cái chữ mà chỉ văn phía sau nữa, văn cách toa đó, tên nghiệp ấy mà đã tạo thì không tốt ha, sa đú là không tốt, nhưng mà chỉ văn đó là nghiệp nào thì chúng ta dịch luôn đó là nghiệp nào sau khi tạo. Nghiệp nào sau khi tạo, nghiệp nào sau khi tạo. Anutapati nghĩa thụ động ha, tức là
khiến, gây, khiến, hoặc như gây ăn năn, khiến ăn năn, khiến hối hận, khiến ăn năn, khiến hối hận khi mà nhớ đến nha. Rồi cái tiếp theo sẽ là cái gì? Bát tí, xê quá tí. Cái nghiệp đó đó sẽ lãnh lấy cái hậu quả. Chúng ta dùng cái nghĩa hậu quả ha. Theo nghĩa thì gọi là tiêu cực đó, lãnh lấy cái hậu quả. Rồi là lấy hậu quả khi đang mà ở đó, cái bé đó là yassa asumbu khorodang, tức là mặt của người ấy đó, mặt của người mà tạo ra cái ác nghiệp phía trên đấy, thì rô đang khóc lóc với đầy nước mắt. Thì chúng ta dịch chung luôn đó là khi nhận lấy hậu quả ha, và nhận lấy hậu quả khi đang khóc, khi đang than khóc với mặt đầy nước mắt. Rồi bắt đầu chúng ta phải trở lại là cái phần phía trên nè, cái nghiệp mà chúng ta nói là nghiệp nào mà đã tạo như vậy đó, thì bây giờ là cái vế chính của nó, tức là nghiệp đó đó thì không có tốt đẹp, nasaru. Đó là ý nghĩa sơ khởi của bài kệ này ha. Rồi về còn cái phần duyên sự của bài kệ này đó, thì bài kệ này cũng được Đức Phật thuyết ra tại Chitta Vada, đề cập đến cái người nông dân. Người nông dân nọ ha, tên là Kassaka, Kassaka là người nông dân thôi. Chứ không có tên ở đây. Thì một lần nọ đó, khi mà cái người nông dân này đang cày ở tại một cái mảnh đất cũng gần kinh thành Sawatthi thôi, gần kinh thành Sawatthi thôi. Thì trước đó đó là có một cái nhóm trộm vậy, có một cái toán trộm vậy. Họ men theo cái con đường, cái con nước đó, họ dẫn vào trong thành vậy. Rồi từ đó họ đục, họ khoét nhà của người khác, rồi bắt đầu họ một cái nhà triệu phú vậy, bắt đầu họ gom hết tiền bạc và họ tẩu tán đi theo cái con mương nước mà từ trong thành mà bắt ra ngoài cánh ruộng của ông này. Thì trong những cái tên như vậy đấy, thì có cái tên nó tham vậy, cho nên là nó bỏ lấy một nó bỏ vàng vào một cái túi riêng của nó vậy, để sau khi mà chia chác đó thì nó vẫn được hưởng cái lời như vậy. Nhưng mà khi mà chui qua men theo cái đường con mương nước như vậy, rồi bắt đầu ra cánh đồng, rồi tẩu thoát, rồi chạy trốn như vậy, rồi khi bị người ta rượt đuổi đó như vậy đó, thì nó lại đánh rơi cái túi vàng đấy ngay trên cái cánh ruộng của ông này. Thì như chúng ta đã đề cập đến là mỗi buổi sáng như vậy, thì Đức Phật đều có một cái phận sự, tức là thường quán xét trong ngày hôm nay sẽ Như Lai sẽ có duyên lành để độ ai vậy. Thì các ông nông dân này lại đủ hữu duyên vậy cho Đức Phật tế độ. Rồi Ngài mới thấy rằng đó là cũng chính nhờ do Như Lai vậy mà ông này ông thoát được cái chết, khi mà bị quan quân truy đuổi đến thấy được cái túi vàng ở trên ruộng, lại nghi rằng ông này đó là ông lấy cắp vậy. Mà do cái sự làm chứng của Như Lai với tôn giả Ananda vậy, mà do vậy đó ông mới thoát được cái tội mà tội tử vậy. Thì khi mà quan quân khi mà đi đến vậy, men theo cái con nước như vậy vậy, men theo cái con mương như vậy, đi đến cánh ruộng thì thấy cái túi vàng như vậy. Không? Sau khi mà Đức Phật quán chiếu như vậy, thì Ngài với tôn giả Ananda mới đi bát vậy, mới đi gần đây cái cánh ruộng đó. Thì cái ông nông dân này, ông cũng là một người gọi là tính tâm vậy, nên là khi mà ông thấy Đức Phật rồi, ông cũng ra ông định lễ, ông chào vậy. Thì Đức Phật mới đi đến cái chỗ mà cái túi vàng nó rớt xuống như vậy, mới bảo tôn giả Ananda đó: "Này Ananda, ông có thấy con rắn độc đang nằm ở đó hay không?" Thì tôn giả Ananda nói: "Bạch Thế Tôn, và con thấy vậy." Thì ông nông dân đứng ở gần đấy, thì ông có nghe cái câu chuyện chỉ có hai cái câu mà như vậy của Đức Thế Tôn với tôn giả Ananda thôi, của hai bậc là đại thánh vậy, đề cập đến là có con rắn vậy. Thì ông cũng lưu ý đến như vậy đó, ông cũng né né ra như vậy. Ông cũng không có đến đó làm gì. Khi mà quan quân đi đến như vậy
thì mới phát hiện ra cái túi vàng như vậy, rồi bắt đầu mới bắt ông về. Thì khi mà phát hiện được rồi bắt đầu vu khống cho ông, rồi bắt đầu bắt ông về, rồi ông biết rồi mình như vậy là mình đã bây giờ là không có thể nào mà cái cách nào gọi là đã cải oan được nữa rồi. Và ông nhớ lại cái lời của Đức Phật chứ, nói với Tôn giả Ananda đây là cái con rắn vậy. Cho nên ông cứ lẩm bẩm như vậy. Cái câu hỏi của Đức Phật cũng như câu trả lời của Tôn giả Ananda, có thấy con rắn không vậy, thấy con rắn như vậy vậy. Cho đến khi mà đem về, khi mà đem về mà bạch trình lên đức vua như vậy á, thì người người lính khi mà bắt ông á, cũng bảo rằng, cũng bạch lên cái vấn đề đó, là tại trong suốt cái quá trình mà gọi là dẫn dạy ông về triều đó, thì ông luôn luôn nói hai cái câu như vậy. Thì đức vua mới hỏi rằng cái cớ sự gì mà ông không có gọi là kêu oan, không có mà gọi là van xin tha tội, hoặc như là làm mọi cách nhỉ, mà cứ nêu lên như vậy. Thì ông mới kể ra cái duyên sự là buổi sáng như vậy con có gặp Đức Như Lai vậy, Tôn giả Ananda đi bát, thì hai bậc đại thánh nó có nói rằng đó, có gặp con rắn vậy. Thì chính do gọi là lúc đó con không có để ý vậy, cho nên là con nghĩ rằng đó là con rắn thật vậy, cho nên con ấy vậy. Và khi mà hỏi ra tương tự như vậy thì mới biết rằng đó là không phải là do ông lấy vậy. Nhưng mà để xác minh cái vấn đề này đó, cho nên Đức Phật mới đi đến Đức Phật Đức vua mới lại mới đi đến Đức Phật, mới hỏi tường tận ra cái vấn đề này. Thì khi mà đi đến thì Đức Phật cũng trả lời là hồi sáng là Như Lai có đi và có nói như vậy. Thì sau khi mà rõ ràng được câu chuyện như vậy rồi, thì Đức vua mới bảo rằng thật sự là có nhờ có Đức Phật vậy. Cho nên là ông đã mới thoát tai ương à. Chứ nếu mà không thì ông sẽ vướng vào cái vòng lao lý, hoặc như là sẽ bị tù tội, hoặc như là sẽ bị mệnh chung. Rồi nhân vật cớ xử như vậy đó, cho nên Đức Phật mới thuyết lên cái bài kệ này. Với cái ý nghĩa tức là cái nghiệp ác mà đã tạo đó, sau khi làm rồi đó, nó sẽ khiến cho gọi là khổ đau, than khóc với nước mắt đầy mặt khi mà quả nó cho khi mà quả nó trổ. Và dứt cái thời pháp như vậy, cái ông nông dân này ông chứng đắc cái quả vị Tu Đà Hoàn luôn, cùng với nhiều người cũng đạt được cái sự lợi ích. Thì đó là cái duyên sự của cái bài kệ này. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong cái ý nghĩa của bài kệ này ha. Trong chú giải này. Tathā natang kammanti yang nirajadisu nipat nipattana sabatthang duk dukkhu drayang kammangkatwa anusaranto anusarita nusarita nusaritakkhane anutapati Anusojati. Ở đây nó tăng căm mang tức là cái nghiệp ấy không hả, đá rồi là không tốt đẹp đó, nghiệp ấy không tốt đẹp đó, anh chỉ là cái nghiệp, cái văn nè, văn là nghiệp nào nữa ha, văn căm mang cách toa, chúng ta sẽ thấy văn căm mang cách toa, cái nghiệp nào nè mà đã tạo nè, sau khi tạo nè mà đúc khu ra văn, đúc khu ra văn đúc khá hả, cộng với udraya, udraya udraya tức là tính từ nha, có nghĩa là khiến cho, gây ra khổ đau, đúc khá gây khổ đau, rồi hơn nữa sẽ là cái gì, nipata, nipatana hả, nipatana tức là dẫn đến cho sanh, samatha tức là có thể dẫn đến đọa, hoặc như có thể mà dẫn đến đọa vào khổ cảnh, hãy em chỉ là địa ngục ở đây ha, niraya đi xuống, niraya đi xuống, niraya cộng a đi xuống ha, tức là anh chỉ cho bốn khổ cảnh đó, như là
địa ngục, vân vân. Tức là Atula ngạ quỷ súc sanh đó ha, tức là bốn khổ cảnh. Tức là cái nghiệp nào mà làm á, bản chất của nó đó là nó gây ra cái sự khổ đau, cái sự không an lạc ngay trong cái lúc đó, ngay trong cái kiếp hiện tại đó, ngay trong cái khoảnh khắc mà đang tạo cái ác nghiệp đó. Rồi hơn nữa đó, nó có thể sẽ dẫn đọa vào các khổ cảnh. Ví dụ như khi một người mà sát sanh, thì để mà gọi là để đoạt mạng được cái con vật đó, thì người ta cũng phải toan tính, rồi bắt đầu phải dùng phương cách này, phương cách kia, rồi thủ thuật này, thủ thuật kia để sát hại cái con vật đó. Rồi phải trong cái lúc mà làm như vậy thì có những cái điều kiện có đôi khi nó cản trở, nó chống đối, khiến cho cái việc mà thực hiện cái đó nó không được hoàn thành một cách suôn sẻ. Thì người đó cũng sẽ khởi lên cái tâm mà gọi là khó chịu, bực tức. Và ngay cả khi mà nó suôn sẻ thì người đó cũng mong muốn rằng cái con vật đó phải chết cho lẹ. Tức là trạng thái của họ luôn luôn bị tham, sân, những trạng thái bất thiện để chi phối, khiến cho tâm lý của họ rất là khó chịu. Cái đó là những cái con vật thôi ha. Còn ví dụ như là những cái con vật mà nó có cái thân tướng lớn hơn nữa, nó có ân đức lớn hơn nữa, thì tội sẽ nhiều hơn. Hoặc như khi mà con người cũng như vậy đi. Thì đồng nghĩa là họ phải toan tính nhiều hơn, họ phải dùng đủ biện pháp nhiều hơn, rồi họ phải canh cánh trong lòng nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Như vậy là họ có phải có ngay cái khổ đau ngay trong hiện tại. Rồi khổ đau ngay trong hiện tại nó như thế nào? Họ có sẽ bị tù tội, bị án mạng, vân vân. Và sau khi mệnh chung như vậy đó, họ phải đọa vào bốn cái khổ cảnh này, mà đặc biệt tức là Niraya này, rồi Anusaranto. Anusaranto tức là Anusarati, hiện tại phân từ của Anusarati tức là quán xét, suy nghĩ, hay được gọi là tùy niệm đó, động từ tức là tùy niệm, tức là sự ghi nhớ liên tục, tuần tự, tái diễn. Rồi cái tiếp là Anusarita. Anusarita đó là quá khứ phân từ của Anusarati đó. Rồi Anusarita lặp lại cái đó ha, để nhấn mạnh rằng là còn Khana tức là trong ngay trong cái sát na mà gọi là nhớ lại cái hành động như vậy đấy, thì Anuptapati thì ngay trong cái sát na mà nhớ lại như vậy đó thì khởi lên cái sự mà ăn năn hối tiếc, sợ hãi, lo sợ với cái nghiệp ác mà mình đã tạo như vậy. Rồi Anuso cho tí là khóc than ha, nó cũng giống như cái động từ mà su cho tí như vậy đó, hoặc như rô đá tí, tôi khóc than như vậy đó. Là nghiệp ác nào mà khi đã tạo mà khiến cho khổ đau ngay lúc đó và có thể dẫn đọa vào khổ cảnh như là địa ngục, khi mà đang mà nghĩ về cái nghiệp đó, ngay cái sát na mà đang suy tính như vậy đó, đang nghĩ về như vậy đó, thì sẽ khởi lên cái sự mà ăn năn, cái sự sợ hãi, cái sự khiếp đảm, về cái hành động của mình, hoặc như về quả báo cho ra. Ví dụ như phải bị tù tội, rồi phải bị giết hại, vân vân. Rồi bắt đầu mới khởi lên cái sự mà than khóc. Rồi tăng cam băng na sa đu, tăng na sa đu na sun da răng ni rát thắc căng. Tăng cát tăng tức là cái nghiệp mà đã tạo đấy, thì na sa đu na sun da răng ni rát thắc căng thì không có tốt. Na sun da rát tức là không có tốt đẹp ha. Ni rát thắc căng tức là ní cộng với át thắc cá là lợi ích, thì không có tốt đẹp, không có lợi ích gì cả. Vừa không có tốt đẹp, không có lợi ích cho mình và cũng như là cho người. Đó là vừa làm hại mình, vừa làm hại người ha. Thế cái cảnh là không có tốt đẹp như vậy. Rồi yassa asumu khoti.
Yasa asumuko thì yes. Yasa asumuko tức là mặt của người ấy đầm đìa nước mắt ha. Tên là yasa asuhi tintamuko rodan rodanto. Vipakan anubhutiti. Đây chúng ta sẽ thấy rằng là vipakan vipakan tức là hôm chúng ta dùng theo nghĩa là rodanto luôn. Tinta ở đây tức là ướt nha. Mú khá tức là mặt mà ướt đẫm với nước mắt. Asu là quá là nước mắt nha. Khuôn mặt ướt đẫm với nước mắt của người nào khi đang khóc. Khi mà quả quý ba căn anubhuti, khi mà nhận lãnh anubhuti à, anubhuti là nhận lãnh nè, hưởng thụ nè, cảm nhận khi mà nhận lãnh cái quả ác nghiệp mà nó cho ra với nước mắt đầy mặt ha. Rồi chúng ta tìm cái nghĩa này. Tăng cam mang cái tăng, cái chữ tăng thì chúng ta bỏ luôn, chúng ta dịch như cái văn ha, văn cam mang cái tăng luôn, cái toa tức là nghiệp nào sau khi đã tạo phải khiến ăn năn khi nhớ đến, tức là anusarito này ha, anusarita anusaritakhane này, ngay cái sát na mà nhớ đến này, cho nên mới là anuttapati này, khiến ăn năn hoặc như là hối hận khi nhớ đến chúng ta bỏ cho hoặc đơn nha, và nhận lấy hậu quả quý ba can bát siêu quá tí này, và nhận lấy hậu quả khi đang than khóc với mặt đầy lệ, vậy là nghiệp không tốt đẹp. Cái nghiệp nào đó hồi nãy chúng ta cái mệnh đề quan hệ đó ha, nghiệp nào mà đã tạo mà nó có những cái thuộc tính như vậy rồi khiến cho ăn năn rồi phải cái là nghiệp không tốt đẹp đó. Rồi về phần kệ ngôn á, thì nghiệp nào khi đã tạo xuống hàng, nghiệp nào khi đã tạo khiến ăn năn phải lãnh quả. Nghiệp nào khi đã tạo khiến ăn năn phải lãnh quả đúng không? Ta quý ba cảm bát tí quá tí luôn. Rồi xuống hàng luôn. Khi than khóc phải nghiệp nào khi đã tạo khiến ăn năn lãnh quả, than khóc thôi không có để khi, chúng ta than khóc phải mặt nhuốm lệ, than khóc phải mặt nhuốm lệ, xuống hàng là nghiệp không tốt đẹp. Nghiệp nào khi đã tạo khiến ăn năn lãnh quả, than khóc mặt nhuốm lệ là nghiệp không tốt đẹp. Rồi sẽ đọc lại cái này ha. Na tăng cam băng cát tăng sa đu yang cát toa adutapati yasa asumuko rodang vipakan patisewati. Rồi xin mời một vị hoàng hỷ đọc bài kệ này. Bà sư con xin đọc ạ. Na tăng cam măng cát tăng sa đu yang cát toa anutapati yassa asumukho rodan vipakan patisewati. Dạ con xin hết ạ. Dạ rồi, cảm ơn cô. Như vậy chúng ta xong hai bài kệ rồi ha. Bây giờ chúng ta qua bài kệ số 68 luôn.
Tương thích thì là cái câu chuyện tức là Sumana Malakara Wathu. Sumana ở đây tên là tên của cái nhân vật đó là Malakara nha. Malakara, Mala là gì? Là cái tràng hoa, là cái vòng hoa ha. Kara tức là người làm vòng hoa đó. Người sau kết cái vòng hoa tên là Sumana này. Wathu tức là đề cập đến cái câu chuyện của ông này. Khi mà cúng dường gọi là hoa đến Đức Phật. Sau khi mà suy nghĩ vì rằng hoa đó là thường nó sẽ được giao cho đức vua để nhận lấy tiền vậy. Nhưng mà vì cái tâm kính ngưỡng cho nên cúng dường cái hoa đó cho Đức Phật. Và từ đó là Đức Phật cũng xác định rằng đó là ông sẽ được hưởng những cái quả lành chỗ ngay trong kiếp hiện tại luôn, cũng như là sau đó. Rồi bây giờ ta đi vào cái bài kệ ha. Tanh cha cam băng các tăng sa đu dân các tòa na nu tập pati yassa pati to sumano vi pa cang pati se wati. Tanh giá tức là tăng cộng với giá ha, và cam băng các tăng tức là nghiệp ấy, nghiệp mà đã tạo đó đấy. Thì sa đu phía trên thì chúng ta nát sa đu ha, phía dưới chúng ta là có sa đu không thôi. Ban nghĩa gọi là tích cực. Dân cái tòa nà nút tắp bát tí tức là nghiệp đó khi mà đã tạo rồi đó thì ná cộng với a nút tắp bát tí, phía trên đó là a nút tắp bát tí không thôi, mà chúng ta là còn phía dưới này tức là nà nút tắp bát tí, tức là không có gây, không có khiến mà ăn năn hối hận. Rồi phía trên đó là giác xá a sư mô khô rô đăng tức là mặt đó thì nhúm đầy lệ ha, mặt khóc than đầy lệ. Thì phía dưới chúng ta là Yassa Batito Sumano. Batita ở đây tức là quá khứ phân từ của từ Bách Chia Tí ha. Có nghĩa là vui, vui thích, hài lòng. Sumana tức là cũng là tính từ luôn. Có nghĩa là hài lòng, thỏa ý, đẹp ý, hân hoan, vân vân. Rồi quý ba căn tương tự như cái bài kể phía trên luôn ha. Quý ba căn Batisi Quá Tí. Rồi, đó là phần giới thiệu sơ khởi của bài kệ này ha. Còn về cái phần mà duyên sự của bài kệ này đó, thì bài kệ này cũng được Đức Phật thuyết ra tại Quê Lú Quá Ná nha, đề cập đến cái người thợ mà kết hoa tên là Sumana này. Thì thường ông hay đem 8 cái bó hoa đó. Hoa tên là cái hoa mà Sumana luôn, giống như cái tên của ông luôn, hoa Sumana vậy. Nó cũng là một cái loại hoa thơm vậy, đem vào để cống nạp, đem vào để đem vào cho đức vua đó, Bibisara vậy. Thì cũng nhận được cái tiền lương vậy, tức là cũng 8 cái đồng vàng tương thích vậy. Nhưng mà khi mà làm thường xuyên rồi đó là bắt đầu ngày nào cũng phải có, chứ không có là sẽ có vấn đề đối với các vị vua chúa vậy. Thì một cái dịp nọ, tức là khi mà Đức Phật cùng với tăng chúng khi mà đi vào thành Rajakaha để thức thực đó, thì khi mà ông Sumana Malakara này, khi mà ông thấy Đức Phật với cái hảo tướng, với cái hào quang sáng ngời rực rỡ như vậy, với cái oai lực cũng bậc chánh đẳng chánh giác như vậy, dưới cái bộ y vàng mà gọi là và trang nghiêm thanh tịnh như vậy, cùng với lại đại chúng tỳ khu mà đi phía sau như vậy, thì ông rất là hoan hỷ. Phỉ lạc của ông nó khởi sanh lên vậy khi mà ông thấy được cái hào quang của Đức Phật, vì rằng Đức Phật cũng muốn độ cho ông này vậy, cho nên ngài mới cho ông thấy được cái hào quang của ngài như vậy. Cho nên đó là nhìn cái tướng mạo của ngài đó, ông rất là ngưỡng mộ, mà bây giờ ông đâu có cái gì để ông cúng dường đâu. Cho nên ông mới nghĩ rằng đó là thường đó thì cái cơ hội mà được gặp được bậc chánh đẳng chánh giác cũng như là chư vị thánh tăng đó rất là khó. Mà bây giờ ta có cái cơ hội như vậy đó, mà đang phát khởi cái đức tin như vậy đó, thì bây giờ trên tay chỉ có 8 cái bó hoa để đem vào cung vua thôi. Rồi bây giờ không có gì thì thôi, chắc ông cũng suy nghĩ đắn đo lắm. Ông cũng biết nếu mà ông không có đem cái hoa này vào cho vua đó thì vua sẽ bắt tội, có thể là bị hành hình, bị lưu đày vân vân. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vậy,
khi mà rất là hoan hỷ như vậy, cho nên ông mới dọn tâm trong sạch và đem hết cái tám cái bó hoa đó cúng dường đến Đức Phật. Mà điều đặc biệt đó, tức là khi mà tám cái vòng hoa đó, khi mà đến Đức Phật, khi mà ông cầm hai cái vòng hoa, ông cúng dường, ông thảy lên trên trời như vậy đó, thì hai cái vòng hoa đó sẽ che trên đầu của Đức Phật vậy, giống như một cái lọng hoa như vậy đó, do uy lực của bậc chánh đẳng chánh giác vậy, khiến cho gọi là ông và cả dân chúng ở trong kinh thành rất là hoan hỷ vậy, reo hò xưng tán vậy. Thì tương tự như vậy, tức là hai cái vòng hoa kế tiếp đó, hai cái bó hoa kế tiếp là ném qua bên mảng phải, tức là nó tạo thành nguyên một mảng hoa để phủ phía bên phải của Đức Phật vậy. Cũng như vậy là phía bên sau lưng và phía bên trái. Như vậy là khắp thân của Đức Như Lai đó, được bao phủ bởi bốn cái mảnh hoa như vậy, bốn cái bức tường hoa như vậy. Rồi sau khi mà ông cúng dường như vậy, ông biết rằng đó là mình bây giờ đó thì thôi giờ về là báo cho nhà biết nha. Rồi để mà chuẩn bị coi Đức Vua có xử mình như thế nào hay không vậy. Thì khi mà ông về, ông kể cho vợ của ông về cái hạnh lành, về cái uy lực của bậc chánh đẳng chánh giác mà buổi sáng mà ông gặp như vậy đó. Và cái điều kỳ lạ khi mà ông ném cái bó hoa lên như vậy nha, mà có những cái điều mà kỳ lạ như vậy nha. Nhưng mà vợ ông đó là một người gọi là thiểu trí vậy, cho nên là không có con không có cái đức tin trong sạch nơi 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 tam bảo, nơi nghiệp và quả của nghiệp. Cho nên đó là cứ nghĩ về cái khía cạnh đó là mình sẽ bị vả lây do cái hành động của chồng mình. Cho nên bà ôm đứa con rồi bà đi vào trong cung vua với cái ý định, tức là mình cáo bạch trước như vậy đó, để cho vua nếu mà có bắt tội ông đó, thì sẽ không có liên lụy đến mình. Thì bà đâu ngờ rằng đó là Đức Vua Bipisara là một vị gọi là có tính tâm với Đức Phật, là một vị thánh cư sĩ vậy. Cho nên đó, khi mà bà vào, bà bạch trình như vậy, bà nói lên cái sự việc như vậy, thì Đức Vua cũng giả bộ là nổi giận. Rồi mới bảo đó là tại sao mà đem cái hoa như vậy cúng cho hết Đức Phật rồi. Rồi bà mới nói đó là chính do như vậy đó, cho nên là con đã tuyệt giao với ổng rồi. Cho nên nếu mà có Đức Vua mà có bắt phạt ổng đó, thì chỉ là cá nhân riêng của ổng thôi. Vì rằng nếu mà phước ổng cúng dường như vậy đó thì một mình ổng hưởng thôi, con đâu có hưởng được. Nhưng mà quả mà do mà ví dụ như vua có bắt tội đó thì lại hỏa lây đến cho cả con và cũng như con của con nữa. Rồi bà đi về vậy. Thì Đức Vua đó thì nghe được cái này rất là hoan hỷ, ông rất là hoan hỷ. Ông khởi lên cái tâm, tức là thật sự là muốn nhìn thấy Đức Thế Tôn với những cái tràng hoa mà được hóa thành bốn, giống như là bốn cái bức bình, bốn cái mảng che phía trên đầu, sau lưng và cũng như hai bên tả bên hữu vậy. Thì khi mà Đức Vua khởi lên cái ý mà muốn viện diện kiến Đức Thế Tôn như vậy nữa, thì Đức Phật mới đi bát ngay trước cổng cổng đại điện ha. Rồi khi mà Đức Vua thấy Đức Phật rồi như vậy, ngài mới thỉnh vào. Thì đỉnh và thỉnh vào trong hoàng cung vậy, đỉnh vào trong đại triều vậy. Nhưng mà Đức Phật nghĩ rằng đó, nếu mà Như Lai vào trong như vậy đó thì dân chúng nè, cũng như là tại vì khi mà thấy uy lực của bậc chánh đẳng giác và thấy cái công đức mà của cái ông người làm hoa Sumana này cúng dường đến Đức Phật với cái điều vi diệu mà hoa mà nó tạo thành một cái mạng như vậy, và Đức Phật đi đâu thì nó sẽ đi theo đó, dân chúng người ta kéo theo người ta tới như vậy, người ta coi vậy. Cho nên nếu mà Đức Phật vào trong chiều như vậy thì người ta sẽ không vào được, và như vậy người ta sẽ không nghe được cái sự tán thán về cái công hạnh công đức của cái ông này từ Đức Phật vậy. Từ đó họ sẽ không có được cái sự kết quả lợi lạc vậy. Cho nên là ngài đứng lại ngay trước sân chiều như vậy vậy. Thì Đức Vua hiểu ý, cho nên là cho sắp đặt cái chỗ ngồi cho ngài vậy. Thì khi mà tại đó đó bắt đầu là Đức Vua sẽ cúng dường thực phẩm vậy. Rồi kế đến là ngài thuyết pháp cho. Rồi ngài tán thán.
tán thán cái công hạnh của cái ông mà làm tràng hoa như vậy. Rồi ngài trở về ở chùa vậy. Thì sau khi đó đức vua cho triệu ông này vào trong cung vậy. Triệu cái ông mà người làm hoa vào trong cung vậy. Thì ông này thì ông đâu có biết là đức vua là một bậc thánh nhân, rồi có cái tâm hoan hỷ đã diện kiến cúng dường đức Phật và đã nghe được đích thị từ lời của ngài vậy. Cho nên ông cứ cũng sợ vậy. Bây giờ là đức vua triệu vào thì chắc có thể là bắt tội rồi nhỉ? Nhưng mà khi vào đó thì đức vua mới hỏi cớ sự, rồi bắt đầu mới tán thán ông là một bậc đại nhân nhỉ? Đã làm được cái điều mà khó làm như vậy. Rồi dựa vào cái việc mà hạnh lành như vậy, cho nên đức vua rất hoan hỷ và đã ban thưởng cho ông nhiều gọi là vật chất nhỉ? Cái gì cũng là ở số 8 hết, ví dụ như là 8 con bò, rồi 8 con trâu, rồi 8 cái thôn làng để cho cai trị, cho thu thuế, vân vân. Thì sau cái sự việc đó thì vào buổi chiều thì Dư Tăng mới đề cập đến cái câu chuyện như vậy, nhắc đến cái câu chuyện mà thật là hy hữu vào sáng hôm nay ha. Đức Như Lai khi mình đi khất thực như vậy, gặp cái điều hy hữu như vậy, rồi cái người đó cúng dường cũng xảy ra cái điều hy hữu như vậy, và Đức Phật tán thán họ như vậy. Cho nên đang bàn tán về cái vấn đề này nhỉ. Hiểu được cái lý do đó, cho nên là Đức Phật mới ngự đến và xác chứng rằng đối với cái người mà làm thiện, cái nghiệp thiện mà đã làm rồi đó, thì sẽ cho cái quả lành. Cái nghiệp thiện đó là nó khiến cho cái tâm ý được an vui, và không có hối hận, không có sự ăn năn về sau. Đó là ý nghĩa của cái bài kệ số 68 luôn vậy. Rồi bây giờ chúng ta đi về trong ý nghĩa của thầy chú dạy ha. Tăng văn cá toa văn đề quá bá đốt sát đề quá mơ đốt sát sam bát ti nan chia quá nếp bà nó sam bát ti già chả nếp bát tan áp sam bát thằng xuất khu ra văn cầm bằng cá toa na nô ta bát ti. Như vậy là văn ha, văn cầm bằng cá toa cũng giống như phía trên luôn, văn cầm bằng cá toa tức là nghiệp nào mà đã tạo mà Udrayan, tức là khiến mà cho an lạc, Sukhudrayan đó, khiến cho an lạc. Mà Nipatana Samathang, tức là có thể dẫn đến cái gì? Dẫn đến cái Sambati này, Sambati năng ha, dẫn đến cái sự thành tựu về cõi trời và cõi người. Dewamadusa năng, tức là thành tựu về nhân sản và thiên sản, những tài sản và trong nhân loại. Ví dụ như ngay trong hiện kiếp đó là ông đã được đức vua ban thưởng trọng hậu, và được tán thán như vậy, và sau khi bệnh chung như vậy ông được sanh về cõi lành như vậy. Đó. Rồi Nibbana Sambatiya và thành tựu được cái quả vị giải thoát, tức là Nibbàn. Như vậy cái nghiệp lành nào mà đã tạo khiến cho sanh ngay an lạc ngay trong hiện kiếp, tức là tâm ông rút đó là rất là hoan hỷ. Rồi có thể dẫn đến cái sự thành tựu, đạt được kết quả ở cõi người và cõi trời, và cuối cùng tức là cái quả vị giải thoát Nibbana đó. Thì cái nghiệp ấy đó đấy, thì na nô tá bá tí, thì không có khiến cho hối hận, hối tiếc ăn năn. Rồi cái tiếp tức là Attakho ditha damme yewa anusarita khane yewa biti wegena batito somanasa wegena kya somano hutwa ayatin biti somanasa kya to hutwa vipakang pati sewati. Attakho thật rồi ha. Rồi sau đó như thế nào? Sumano hu toa,
Tức là cái nghiệp đó đó sẽ hú toa sẽ có cái gì? Có cái sự mà hài lòng, thỏa ý. À, hồi nãy ba ti tá nữa, tức là chúng ta dùng theo nghĩa là vui thích ha. Chúng ta có vui thích trước đi. Vui thích cái gì? Ở đây ba ti tá tức là bi tí quê ghê nát. Quê ghé ở đây tức là cái mãnh lực của mà tâm hỷ lạc nha. Tại vì khi mà ông thấy được cái hào quang của Đức Phật và khi mà cúng dường như vậy, ông rất là hoan hỷ nha. Phỉ lạc nó phát sanh cho ông vậy, khiến cho ông quên mất đi cái sự mà gọi là lo sợ do mà nếu mình không đem cái hoa này đến cho đức vua mà, và ông có thể ông suy nghĩ rằng đó tức là mình có thể mình hy sinh cái sanh mạng này cũng được nữa. Cho nên đó là có được hú toa nha, tức là bước biết quá khứ từ cũng từ hô tiếng nhỉ, tức là sau khi có cái gì, có sự vui mừng nhờ vào cái mãnh lực của bi tí, của hỷ tâm, nhờ vào mãnh lực của bi tí, rồi bắt đầu là ở đây là ditha đam mê dê quá, ngay trong hiện kiếp, ngay trong hiện tại, ngay trong đó. Rồi hoặc như là anusarita khane giá, hoặc là cái gì, ngay cái lúc mà gọi là suy nghĩ nhớ về cái hạnh lành đó. Tức là cứ nhớ, mỗi lần nhớ như vậy là phỉ lạc nó khởi sanh, mỗi lần nhớ như vậy là phỉ lạc nó khởi sanh. Hoặc như là có cái gì, có cái sự mà thỏa ý, hài lòng, thỏa ý nhờ vào cái mãnh lực cái gì, của cái somanassa này, của cái tâm mà hoan hỷ, của cái tâm hoan hỷ, của tâm vui thích, vui mừng. Cái bi tí này tức là phỉ lạc nha, còn cái somanassa tức là vui thích, vui mừng. Rồi ayatin bi tí somanassa cha tô hú toa. Ayatin ở đây tức là em chỉ cho tương lai. Rồi hú toa đó, hú toa sẽ có cái gì? Hú toa bi tí somanassa cha tô sẽ có cái sự khởi sanh, cái sự hỷ lạc cũng như hoan hỷ, không phải chỉ trong hiện cả, không phải chỉ trong kiếp này, trong hiện tại không thôi, mà cả những kiếp về sau nữa. Anh chết tin ha, cho những cái đời sau nữa, trong vị lai, trong tương lai. Rồi quý ba cam bát siêu quá tí. Rồi như vậy đó, người đó sẽ như thế nào? Người đó khi mà nhận lãnh cái kết quả ha, đó, khi nhận lãnh cái kết quả như vậy đó, sẽ có cái này nè, vừa trong hiện tại mà vừa trong vị lai. Thì như vậy tức là tăng căm măng các tăng sa đú barakanti, tức là cái nghiệp mà đã làm ấy thì tốt đẹp. Bát đắc canti tức là bát đắc căng ha, bát đắc cá có nghĩa là may mắn, tốt lành. Theo nghĩa tức là sa đú đó, sa đú ở đây mang nghĩa tức là bát đắc cá ha, tốt lành. Rồi như vậy chúng ta viết cái nghĩa của cái bài kệ 68 này vô. Về cái băng xuôi ha. Nghiệp nào sau khi đã tạo phải không khiến ăn năn khi nhớ đến. Khi nhớ đến chúng ta bỏ trong ngoặc đơn ha. Và hồi nãy phía trên đó chúng ta dùng cái từ đó là nhận lấy hoặc như là lãnh chịu cái hậu quả, thì phía dưới chúng ta dùng cái nghĩa là vẫn là cái động từ bát tí siêu quá tí, chúng ta dùng cái từ đón nhận và đón nhận kết quả chứ không phải là hậu quả ha, và đón nhận kết quả khi được hoan hỷ vui mừng phải là nghiệp tốt đẹp. Tức là cái nghiệp nào đó là, thì bây giờ chúng ta viết thêm cái nữa là nghiệp tốt đẹp. Rồi, cái nghĩa ngôn. Nghiệp nào khi đã tạo xuống hàng không ăn năn phải đón quả. Phía trên là chúng ta là lãnh quả phải không? Cái này là đón quả. Xuống hàng được hoan hỷ phải vui mừng. Xuống hàng là nghiệp thật tốt đẹp.
Rồi, sẽ đọc lại các bài kệ đi ha. Tăng gia cầm mang các tăng sa đu dân các tòa na nút tập tí yasa bati to sumano vipa cang bati se wati. Rồi xin mời một vị hoan hỷ đọc lại các bài kệ này. Không ai đọc hả? Dạ đã con đọc. Tăng cha cam mang các tăng sa đu dân qua na nu tap pati yassa patito sumano vipak khan vipak khan pati se vati. Dạ 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 cảm ơn cô. Quý ba căn nha, quý ba căn. Dạ quý ba căn, quý ba căn chứ không khăn. Quý ba căn pati se vati. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta học ba bài kệ thôi, ba bài kệ với ba câu chuyện thôi. Dạ. Rồi xin kết thúc bài học ngày hôm nay tại đây ạ. Thần Túc Tát Sanh giờ sẽ chia sẻ pháp với nhìn đến tất cả chư thiên và xin chia đến tất cả các vị. Ngưỡng mong quý vị luôn luôn được an lạc trong chánh pháp của Đức Phật Gautama và để kết thúc bài học kính thỉnh tất cả các vị hồi hướng bằng câu Buddha Sasanang Chirang Tithatu ba lần. Buddha Sasanang Chirang Tithatu, Buddha Sasanang Chirang Tithatu, Buddha Sasanang Chirang Tithatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ chúng con xin kính tri ân sư ạ. Dạ xin mời lắp nghỉ ạ. Dạ, con kính tri ân sư học hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư.